Chào mừng các bạn đến video tiếp theo trong khóa học hướng dẫn thiết kế blog bằng WordPress. Thì trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tối hóa một số cái nội dung liên quan tới giao diện của 2011. Thì các bạn có thể xem là blog chúng ta đã hiện ra cái giao diện như thế này. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy là vẫn có một số cái từ tiếng Anh trên cái giao diện này. Và chúng ta muốn điều chỉnh, chúng ta muốn thay đổi đi thì chúng ta làm thế nào? Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải sử dụng một cái login có tên là Local Translate. Login này để chúng ta sử dụng nhằm mục đích là chúng ta chỉ phiên dịch các từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải cài đặt login này. Để cài login thì các bạn vào phần quản trị của quản trị blog thì chúng ta sẽ cài bình thường ở phần admin. Chúng ta sẽ vào phần mục login, chúng ta add new. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn search login. Đây là kho thư viện login miễn phí của bản nguồn WordPress và chúng ta có thể search tìm kiếm. Login local này nó hiện tại thì có đến 900.000 người đang cài đặt và nó nhận được khoảng 294 đánh dấu 5 sao và cái tiến độ một update của họ thì khá là thường xuyên. Chúng ta nhấn vào mục cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ kích hoạt login này. Chúng ta đã kích hoạt xong login. Đây là cái sau khi các bạn kích hoạt xong login, các bạn nhìn ở phần tay trái của mình sẽ có cái phần Local Translate. Các bạn vào mục Settings này. Chúng ta sẽ dịch cái giao diện nên chúng ta sẽ chọn phần Theme. Đây. Giao diện mà chúng ta cần phiên dịch là 2011. Chúng ta sẽ tạo ra một ngôn ngữ mới, New Language. Ở đây các bạn có thể select cái ngôn ngữ. Mình chọn ngôn ngữ là Việt Nam. Mình sẽ chọn nơi lưu là custom. Và chúng ta sẽ bắt đầu translate. Để translate thì các bạn sẽ ra trở lại cái giao diện của chúng ta. Đây là giao diện blog và chúng ta tìm cái từ tiếng Anh này. Đó, button. Chúng ta gõ vào phần này. Đó, translate button. Chúng ta copy lại, chúng ta chuyển vào dưới. Chúng ta sẽ đăng lại cái tên tiếng Việt của chúng ta. Đăng này. Chúng ta lưu lại. Đó. Sau đó chúng ta xin. Chúng ta ra trở lại. Thank you.
nó vẫn chưa có sự thay đổi. Mình chỉnh lại thằng này botting. Chúng ta chọn C và chúng ta sẽ xin lên đó. Một điểm lưu ý là khi các bạn đang sử dụng cái phiên bản WordPress tiếng Anh đó, thì nó sẽ chưa có hiển thị được trên cái blog này. Do đó chúng ta sẽ làm một cái động tác là chuyển cái ngôn ngữ đang sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ vào phần language đó, vào setting, vào setting, sau đó chúng ta chọn ở phần phần language, chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng, chúng ta chọn tiếng Việt và chúng ta lưu lại. Đó, thì bây giờ tất cả cái nội dung này đã chuyển sang tiếng Việt rồi. Chúng ta xem thử là nó có hiện rõ ra hay không. Đó thì chúng ta đã sửa là sửa đăng ngày này đó xong rồi đăng lại này đó. Chúng ta thay đổi cái từ search, từ tìm kiếm này nó như thế nào. Đó, chúng ta vào phần translating 2011 nhé. Các bạn sẽ chọn đúng cái tên giao diện mà chúng ta đang chỉnh sửa thì nó sẽ không bị nhầm lẫn. Chúng ta chọn tiếng Việt. Đây chúng ta sẽ nhấn cái từ search. Đây. Chúng ta thay bằng từ tìm kiếm. Ta lưu lại. Rồi chúng ta xin lên xem là nó hiển thị như thế nào. Đó các bạn thấy không, cái từ search bây giờ nó đã dịch sang từ tìm kiếm. Đó thì các bạn muốn điều chỉnh bất cứ cái thông tin gì ấy, bằng từ tiếng Anh đó, muốn chuyển sang tiếng Việt đó, thì chúng ta sẽ dùng cái plugin Local Translate hỗ trợ các bạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay là bất cứ ngữ nào mà chúng ta muốn chuyển thể. Thì một số giao diện người ta sẽ thiết kế dạng tiếng Anh, chúng ta sẽ muốn sử dụng dạng tiếng Việt thì chúng ta sẽ phải sử dụng plugin này để chúng ta dịch ra tiếng Việt. Phần tiếp theo là các bạn sẽ thấy là ở trên cái phần logo này nè, trên cái phần quản lý này, cái tên của plugin chúng ta đang tên của user của chúng ta đang thể hiện nó rất là không có thân thiện, không có friendly. Thì chúng ta sẽ sửa lại cái này bằng cách là chúng ta sẽ chỉnh sửa hồ sơ của tôi. Ở mục này thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Mình sẽ dùng 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 mình dùng file name để cho nó mình sợ nó sẽ trùng lặp cái profile của mình. Đó, các bạn click vào phần tên hiển thị này, bạn chọn. Đó. Các bạn lưu cập nhật hồ sơ là đã rồi. Và các bạn thấy là cái username của chúng ta nó đã hiển thị rồi. Bây giờ ở cái mục này nó chưa có hiện ảnh đại diện. Nó có một loại ảnh đại diện ở đây thì chúng ta sẽ làm thế nào. Chúng ta chọn ảnh đại diện từ Gravata, chúng ta sẽ mở Gravata lên, click vào cái link bên cạnh nhé, click vào link bên cạnh này, mở new tab, sau đó các bạn chọn sign in. Các bạn đã đăng ký cái tài khoản WordPress rồi thì các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ của Gravata, tại vì đây là một cái phần
dịch vụ mở rộng của WordPress. Chúng ta chọn xác nhận. Ở đây thì mình sử dụng cái địa chỉ email này, thì chúng ta sẽ dùng địa chỉ email này để chúng ta đăng ký. Sau khi xác nhận xong thì chúng ta sẽ add một cái hình đại diện vào đây. Hình đại diện thì các bạn có thể upload lên, chọn file. Đó, hình đại diện. Thường thì các bạn sẽ chọn vào mục GRZ, tức là được hiển thị trên tất cả các website. Thì chúng ta thử refresh lại. Thì nó sẽ tự động sinh cho chúng ta. Cái này thì nó sẽ mất một vài phút để nó sẽ sinh qua từ Gravata sang blog của chúng ta, nên chúng ta sẽ phải đợi. Trong phần thông tin của user thì các bạn có thể chỉnh sửa được cái hiển thị của phần quản lý này. Đó. Bạn có thể chỉnh sửa được. Mặc định như thế này. Đó. Các bạn có thể thêm một số cái thông tin về profile của chúng ta ở đây. Đó. Thông tin về Facebook profile này, thông tin về Instagram profile này, LinkedIn này, rồi Pinterest này, rồi SoundCloud này, Tumblr, Twitter này, về YouTube này. Đó. Các bạn có thêm một số thông tin về tiểu sử của mình ở đây. Đó. Trong trường hợp mà các bạn không muốn cái bộ máy tìm kiếm nó tìm kiếm cái thông tin về bạn thì chúng ta có thể chọn qua mục này. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn muốn cho công cụ tìm kiếm nó index những nội dung như vậy, nên chúng ta sẽ không có chọn vào những mục này. Chúng ta cập nhật hồ sơ này. Trong phần tùy biến thì mình sẽ vào phần widget, mình thêm một cái
trong cái giao diện này thì nó sẽ chưa có tích hợp cái Gravata cho cái việc Gravata trên Sapa. Mình thử cài cái phần Simple Autobot. Login này thì cũng được 40.000 người download và cài đặt, cũng khá là nhiều. Cũng do đó cái mức độ uy tín của nó cũng khá là cao nên mình không có sợ vấn đề gì cả. Mình sẽ kết hợp cái Simple Autobot này. Thì sau khi chúng ta cài đặt cái symbol trong bot thì nó sẽ hiển thị như thế này này. Đó. Mình thử disable là xem, disable không không cho hiển thị cái Autobot xem. Đây, mình sẽ ngưng kết hợp cái blocking này. Thì nó sẽ không có xuất hiện cái Autobot ở đây. Đó, thì giờ bây giờ mình sẽ enable lại cái blocking này. Symbol Autobot đó. Avatar Image Style, mình sẽ chọn hình circle, hình tròn nhé. Effects sau luôn sau website
mở outer website link in new tab. Chào luôn. Add no follow attribute website link. No. Outer website promotion. Left right. Social content symbol follow. Plus sợi phát mình chọn save setting, mình coi thử nó hiển thị như nào. Đó, thì các bạn thấy đây là cái author, social author bot. Mình đã cài xong một cái profile cho cái bài viết. Tức là khi các bạn đăng bài thì ở cuối cái bài trên trang nó sẽ hiện luôn cái thông tin thế này. Đó, đây là cái social author bot. Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong cái giao diện miễn phí cho mã nguồn WordPress. Chúng ta đã tối ưu hóa, cài rất là nhiều thông tin về chỉnh sửa, về logo này, về footer này, về màu sắc này, về sidebar này, về autobot này. Nói chung thì như vậy đối với một cái giao diện miễn phí như thế này, chúng ta tối ưu hóa như thế này thì nói chung rất là đẹp rồi. Không kém gì một cái giao diện trả phí. Trong trường hợp mà các bạn muốn sử dụng thêm các cái giao diện miễn phí nữa thì chúng ta có thể tham khảo thêm các nguồn đã đề cập ở đây, chẳng hạn như là cái nhà cung cấp dịch vụ này. MyThemeShop là một trong những nhà cung cấp dịch vụ và cung cấp cũng khá là nhiều giao diện đẹp, và họ là một trong những nhà cung cấp giao diện rất là phổ biến cho cộng đồng các blogger. Đây là những cái giao diện của MyThemeShop, thì họ cũng hỗ trợ cho chúng ta các cái giao diện miễn phí. Các bạn chỉ insert cái free membership free thôi. Đó. Ở đây thì có rất là nhiều cái tùy chọn. Thật ra thì các bạn chỉ cần download về. Download về. Các bạn phải đăng ký tài khoản trước khi download về. Sau khi download về thì chúng ta sẽ chọn vào mục này. Để upload lên chúng ta vào mục này. Giao diện này đó. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm mới thì chúng ta sẽ phải tải giao diện lên, tải thì file của giao diện lên, file mà chúng ta đã load về đó. Rồi thì chúng ta sẽ tối ưu hóa. Ở đây thì mình sẽ thử tải cho các bạn thử cài đặt Synop Google Connect. Khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì ở đây sẽ có một cái số cái giao diện mà dạng free và những dạng trả phí. Ở đây các bạn thấy các bạn chưa mua nên là chưa có cái phần download về, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái giao diện miễn phí này. Ở đây thì có rất là nhiều giao diện, để cái giao diện nào phù hợp thì các bạn coi thử xem là nó có hợp lý hay không. Các bạn view, các bạn search ở đây. Phần team này. Sau đó chúng ta chọn free. Giao diện này cũng phù hợp. Chúng ta có thể xem thử demo.
rồi chúng ta download về thôi. Sau khi download về xong thì chúng ta sẽ vào phần đây, các bạn vào phần giao diện này. Chúng ta chọn thêm mới cho chúng ta tải giao diện lên. Chọn file. Đây là cái giao diện mình vừa download về. Trước tiên chúng ta phải coi thử trong đó nó có những file nào. Chỉ có cái file giao diện thôi chứ không có file hướng dẫn, các bạn có thể download bình thường, cài đặt bình thường. Đó, sau khi xong xem trước, chúng ta kết hợp này. Là có xem trước. Đó thì cái khi mà chúng ta cài đặt cái giao diện miễn phí tại My Team Shop thì nó sẽ yêu cầu chúng ta cài đặt thêm một số cái plugin bổ sung nữa, như là RankMath này. Đây là một cái plugin về SEO, về SEO, hoặc là WP Review, hoặc là WP Sukho, là những cái phần mở rộng, hay là WP Subscribe, hay là WP Tab Widget. Đó, thì các bạn khi mà các bạn cài cái My Team Shop thì các bạn phải cài thêm những plugin này. Đó. Thì ở đây mình sẽ không đi sâu vào việc cài đặt cái giao diện free này nữa. Cái này các bạn có thể tự cài, làm tương tự như việc cài đặt một plugin thôi. Như vậy thì đối với mình thì mình sử dụng cái giao diện free này cũng quá đẹp rồi, không cần phải tối ưu thêm các cái giao diện free khác. Thì trong trường hợp các bạn muốn sử dụng giao diện free khác thì các bạn có thể download về từ My Team Shop, thì đó là cái giao diện free. Những mã nguồn giao diện free thì cũng khá là phổ biến, chúng ta thích giao diện nào phù hợp với cái lĩnh vực của chúng ta thì chúng ta download về và sử dụng.